Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món thịt nướng vận mật ong và nước chấm bún nhá, bún chả và bánh cuốn rất là ngon luôn đấy các bạn ạ. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong đấy ạ. Mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món ăn với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình nhé, mình dùng là 400g thịt vai các bạn ạ, nạc vai đấy ạ, một ít mỡ thôi còn toàn nạc nhé, và một củ tỏi các bạn bóc ra cho mình nhé. Vì nướng mật ong ấy thì mình sẽ cần chuẩn bị mật ong, các gia vị khác thì chúng ta mình sẽ nói sau. Trước tiên mình sẽ thái cái phần thịt này mình nướng, mình sẽ thái ra chứ mình không nướng cà phê như thế này đấy ạ. Thịt các bạn sẽ thái ra để mình các bạn có thể nướng bằng than hoa hoặc là lò nướng hoặc là mình nướng trên chảo nhé. Nhưng mình không có lò nướng thì mình sẽ nướng trên chảo. Nướng than hoa thì nhiều lúc là rất là kỳ công. Chúng ta phải đi nhóm than mà khói bụi. Các bạn sẽ cho vào một cái tô cho mình. Hơi dày bảng một chút nhé. Tỏi các bạn sẽ đập dập ra cho mình. Rồi mình cho vào tô thịt luôn. Đây các bạn sẽ cho mình vào đây một thìa nước tương này. Thìa nước tương nhé. Dầu hào. Các bạn cho mình một thìa dầu hào. Một thìa dầu hào rồi các bạn sẽ cho mình vào đây một thìa mật ong các bạn nhé. Để mật ong ạ. Vì mình nướng bằng mật ong cho nên là có mật ong. Và cái phần thịt này không bị tanh hôi của thịt heo, các bạn cho mình vào đây một thìa canh rượu trắng. Ướp đều nhé. Và các bạn không thể thiếu cái là ngũ vị hương nhé. Đây, cái phần ngũ vị hương đây ạ. Các bạn mà ăn mùi nhiều ấy thì chúng ta sẽ cho nhiều nhé, vì cái này để ngũ vị hương này để cho thơm thôi. Đây, mình cho khoảng từng này ngũ vị hương nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình khoảng 1 giờ nhé, sau đó thì mình sẽ nướng. Vì thịt mình đã thái mỏng thế này rồi, còn nếu mà thịt mà để nướng to thì chúng ta phải ướp độ 2-3 giờ. 1 giờ sau mình sẽ quay trở lại ạ. Trong lúc chờ đợi thì các bạn sẽ làm nước chấm bún chả cho mình nhé. Các bạn cho mình một bát nước sộn lọc này, 3 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh đường, 2 tép tỏi, 1 quả ớt và chanh nhé, quả nhé. Bây giờ mình sẽ băm cái phần tỏi ra. Các bạn sẽ băm nhỏ cái phần tỏi ra cho mình nhé.
ớt. Các bạn sẽ xe xe đi để cho phần hạt ớt đấy nó sẽ long ra khỏi cái quả ớt này, rồi mình sẽ loại bỏ cái phần quả hạt ớt ở bên trong của quả ớt này ra nhé. Đây các bạn, cái phần ớt này các bạn sẽ thái ra cho mình nhé, thái nhỏ ra. Chanh các bạn sẽ vắt ra lấy nước cho mình nhé. Các bạn cho mình một cái nồi lên bếp và mình sẽ cho bắt nước vào nhé. Và đó các bạn sẽ cho mình vào đây 2 thìa canh đường. À, mình cho đường trước để cho nó tan đi đã, sau đó thì các bạn sẽ đổ mắm vào nhé. Mình sẽ đun sôi cái hỗn hợp này lên. Đây ạ, khi nước đã sôi đường tan nhé thì các bạn sẽ cho mình mắm vào cho nó sôi lên, và mình sẽ tắt bếp để nguội cái nước này thì mới cho chanh ớt tỏi nhé. Rồi các bạn tắt bếp đi. Đây các bạn, khi cái phần thịt mình đã ướp được 1 giờ rồi nhé, bây giờ các bạn sẽ cho chảo lên bếp để mình nướng lên nhé. Chảo các bạn sẽ cho từng miếng thịt vào cho mình. Mới đầu ấy thì cái phần nước mình ướp ấy nó có thì nó sẽ ấy, thì các bạn cứ cho lửa khá lên nhé. Và đến khi nào nó cạn hết cái phần nước này thì chúng ta sẽ giảm lửa. Khi cái phần nước thịt nó đã hết rồi nhá, thì bây giờ các bạn sẽ nho nhỏ lửa thôi để cho cái phần thịt này nó xém xém lại là được. Đây các bạn, khi mình nấu những cái phần thịt nó đã vàng xém như thế này, rất là ngon như thế này rồi nhé, là được rồi. Các bạn sẽ cho ra đĩa cho mình ạ. Mình ăn kèm với dưa chuột các bạn nhé. Phần đầu mình bỏ đi. Rồi mình thái lát cái phần kia ra. Rồi bây giờ mình sẽ cho những miếng chả ra đĩa này các bạn nhé. Đây các bạn, cái phần nước mắm đã nguội hẳn rồi nhé. Bây giờ các bạn sẽ vắt cho mình vào đây 1/2 quả cốt chanh nhé. Mình cho cái này để cho nó khỏi bị hạt đấy ạ. Đấy. Mình quấy đều lên xem vừa chưa nhé. Rồi, chua ngọt mặn rồi ạ. Đến bây giờ ấy thì các bạn sẽ cho phần tỏi và ớt thì nó sẽ nổi lên trên nhé. Nếu mà mình mới cho lúc trước ấy thì tỏi và ớt nó sẽ không nổi được lên trên. Và để ngon nữa thì các bạn sẽ cho mình một chút hạt tiêu. Nó thơm ạ. Một ít lá rau mùi nhá, cắt nhỏ ra. Đấy các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm chả nướng mật ong ạ. Và nước chấm bánh cuốn chấm bún nhá, chả rất là ngon như thế này. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.